một năm. Về màu sắc thì các chị cũng đã thấy em treo đúng không các chị? Ngoài tông màu xanh em đang mặc trên người khá là trắng nha, thì em còn cho mình đó là tông màu đen và màu vàng nữa. Và cái mức giá ngày hôm nay thì chỉ có 165.000 thôi. Vậy nên là nếu mà chị là thích mẫu này, không thể nào bỏ qua cơ hội săn xem ngày hôm nay, comment liền cho em mã kèm với số điện thoại là bên em chốt đơn liền các chị nha. Rồi, C381 phong dáng đầm xòe hoa cúc, kèm cho mọi người cái phần phối nút nè. Bên em nếu mà đầm vàng thì phối nút vàng, đầm xanh phối nút xanh như vậy cho em luôn các chị nha. Mẫu này hiện tại á, chất liệu vải lụa tuyết. Ai quay cho mình xem từ trước và sau, không sợ bị mỏng cho em. Và đặc biệt cái mẫu này khi mình mang á, là phong cổ vuông. Khi mình mang thì rất là ăn gian phong dáng người của mình. Phong dáng này bên em làm dài tầm 95 cm. Vậy nên khi các chị mang, kết hợp đi chơi, đi làm, đi du lịch đâu vẫn đẹp cho em. Màu nào cũng trắng da hết các chị. Quan trọng là mình thích màu nào nữa các chị nha. Rồi, mẫu này thì mình cùng chia sẻ livestream comment liền cho em là C381 cộng kèm size kèm số điện thoại là bên em chốt đơn các chị nha. Rồi, các chị ơi, Kiều Kiều ơi, chị lấy cho em mã này là C381 size M đi. Tại vì nếu mà cân nặng như vậy chị chọn size M thì đây là đẹp nhất chị Kiều Kiều nha. Rồi, Quế My có đơn hàng C381 rồi chị. Mình comment giúp giùm em một lần thôi. Tại vì em vừa livestream em vừa thấy là các chị nhắn tin ở trong cái inbox nữa. Tại vì nếu mà các chị đã để mã và số điện thoại trên livestream rồi thì bên em các chị các bạn sẽ tư vấn cho mình kỹ hơn. Một xíu nữa bên em tắt live bên em sẽ gọi điện liền cho các chị nha. Rồi, C381 ok chị Tuyền, Ngọc Tuyền em dồn đơn hả chị? Dạ ok chị nè. Em có đầy đủ màu nha. Em có màu đen, màu vàng với lại là màu xanh. Em không biết tại sao bữa giờ livestream cứ gần tới phút này cái nó sẽ bị mờ. Em cũng không hiểu lắm. Bữa giờ cứ tưởng là do điện thoại của em xem nó bị mờ, nhưng mà ai về là chị nào mình cũng thấy mờ hết, chắc là do mạng thôi các chị ha. Mình thông cảm cho một xíu nè. Đây đứng sai đó chị xem nè. Bên em làm C381 là chiếc eo cao đó mọi người. Em qua từ trước mà sau cho mình coi nha. Bởi vì khi mà chiếc eo cao các chị sẽ giấu được cái phần bụng của mình rất là tốt luôn. Nên là chị nào mình muốn ăn gian phơm dáng người thì chốt ngay mà liền cho em. Ở size S thì các chị nhà mình mang dưới 48 cân cho em nha. Tại vì size S này các chị mình tầm là eo của các chị nhà mình tầm 64 đổ lại là vừa cho em. Rồi, comment liền cho em là C381 màu xanh, màu đen hoặc là màu vàng. Đầy đủ size S, ML cho mình chọn lựa. Giá là 165.000 cho like các chị nha. Rồi, em chào các chị. Em đang mặc trên người sẽ các bạn đầm là C381 các chị nha. Rồi, quay một vòng từ trước ra mình xem là các chị. Hiện tại C381 này á, trên livestream ngày hôm nay em đang có mức giá săn ưu đãi từ 280.000 giảm tặng cho các chị mình trên live ngày hôm nay chỉ có 165.000 một đầm. Về màu sắc thì các chị cũng đã thấy em treo đúng không các chị? Ngoài tông màu xanh em đang mặc trên người khá là trắng da thì em còn cho mình đó là tông màu đen và màu vàng nữa. Và cái mức giá ngày hôm nay thì chỉ có 165.000 thôi. Vậy nên là nếu mà chị là thích mẫu này, không thể nào bỏ qua cơ hội săn xem ngày hôm nay, comment liền cho em mã kèm với số điện thoại là bên em chốt đơn liền các chị nha. Rồi, C381 phong dáng đầm xòe hoa cúc, kèm cho mọi người cái phần phối nút nè. Bên em nếu mà đầm vàng thì phối nút vàng, đầm xanh phối nút xanh như vậy cho em luôn các chị nha. Mẫu này hiện tại á, chất liệu vải lụa tuyết. Ai quay cho mình xem từ trước và sau, không sợ bị mỏng cho em. Và đặc biệt cái mẫu này khi mình mang á, là phong cổ vuông. Khi mình mang thì rất là ăn gian phong dáng người của mình. Phong dáng này bên em làm dài tầm 95 cm. Vậy nên khi các chị mang, kết hợp đi chơi, đi làm, đi du lịch đâu vẫn đẹp cho em. Màu nào cũng trắng da hết các chị. Quan trọng là mình thích màu nào nữa các chị nha. Rồi, mẫu này thì mình cùng chia sẻ livestream comment liền cho em là C381 cộng kèm size kèm số điện thoại là bên em chốt đơn các chị nha. Rồi, các chị ơi, Kiều Kiều ơi, chị lấy cho em mã này là C381 size M đi. Tại vì nếu mà cân nặng như vậy chị chọn size M thì đây là đẹp nhất chị Kiều Kiều nha. Rồi, Quế My có đơn hàng C381 rồi chị. Mình comment giúp giùm em một lần thôi. Tại vì em vừa livestream em vừa thấy là các chị nhắn tin ở trong cái inbox nữa. Tại vì nếu mà các chị đã để mã và số điện thoại trên livestream rồi thì bên em các chị các bạn sẽ tư vấn cho mình kỹ hơn. Một xíu nữa bên em tắt live bên em sẽ gọi điện liền cho các chị nha. Rồi, C381 ok chị Tuyền, Ngọc Tuyền em dồn đơn hả chị? Dạ ok chị nè. Em có đầy đủ màu nha. Em có màu đen, màu vàng với lại là màu xanh. Em không biết tại sao bữa giờ livestream cứ gần tới phút này cái nó sẽ bị mờ. Em cũng không hiểu lắm. Bữa giờ cứ tưởng là do điện thoại của em xem nó bị mờ, nhưng mà ai về là chị nào mình cũng thấy mờ hết, chắc là do mạng thôi các chị ha. Mình thông cảm cho một xíu nè. Đây đứng sai đó chị xem nè. Bên em làm C381 là chiếc eo cao đó mọi người. Em qua từ trước mà sau cho mình coi nha. Bởi vì khi mà chiếc eo cao các chị sẽ giấu được cái phần bụng của mình rất là tốt luôn. Nên là chị nào mình muốn ăn gian phong dáng người thì chốt ngay mà liền cho em. Ở size S thì các chị nhà mình mang dưới 48 cân cho em nha. Tại vì size S này các chị mình tầm là
eo của các chị nhà mình tầm 64 đổ lại là vừa cho em.